Kính chào quý vị và các bạn. Những sóng lạnh yếu tiếp tục duy trì tiết trời dịu mát cho phía Đông Bắc Bộ trong ngày mai. Trái lại, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng kéo dài. Dự báo ngày mai, phần lớn Tây Nguyên, Nam Bộ nhiệt độ trong khoảng 35 đến 37 độ C. Riêng Bình Dương, Đồng Nai nắng nóng gay gắt hơn, có nơi 38 độ C. Nắng nóng sẽ kéo dài cả chục ngày tới. Còn xa hơn thì mùa khô ở Tây Nguyên, Nam Bộ có thể kéo dài đến cuối tháng 5, kéo theo nỗi lo hạn hán. Theo Cục Thủy lợi thì số diện tích cây trồng có nguy cơ hạn hán thiếu nước sẽ tiếp tục tăng nhanh. Dự kiến là Tây Nguyên có từ 15 đến 26.000 ha, Đông Nam Bộ có từ 8 đến 11.000 ha. Còn nặng nhất là đồng bằng sông Cửu Long do vừa chịu hạn vừa chịu mặn, gần 64.000 ha lúa và cây ăn trái bị ảnh hưởng. Để hạn chế thiệt hại thì bà con tuyệt đối không xuống giống lúa vụ hè thu ở các vùng chưa có nguồn nước ngọt ổn định, ưu tiên nguồn nước cho sinh hoạt và duy trì sức sống tối thiểu cho cây trồng. Chuyển sang thời tiết miền Trung, ngày mai nắng nóng tiếp tục thu hẹp, chỉ còn ở khu vực từ Quảng Trị vào đến Quảng Ngãi, các thành phố Đông Hà, Huế hay Quảng Ngãi 35 đến 37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ ngày mai có nắng nóng cục bộ như tại Điện Biên Phủ hay Sơn La 35 độ C. Còn Đông Bắc Bộ, sóng lạnh yếu sẽ gây mưa nhỏ vào buổi sáng sớm ngày mai, ban ngày thì trời nhiều mây và mát. Nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố phổ biến trong khoảng 26 đến 29 độ C. Trên biển, hiện đang là mùa thời tiết biển đẹp nhất trong năm. Ngày mai thì từ ven bờ ra đến ngoài khơi gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có nắng, tầm nhìn xa thoáng đãng, gió ổn định cấp 3 đến cấp 5. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố vào ngày mai.